Thưa sư phụ, con là một quân nhân, con là đảng viên, nhưng con theo người đã 3 năm. Con tuyệt đối tin sư phụ, nhưng con đau lòng vì con nói mọi người không ai tin con, cho con là đồ khùng điên. Ô, con là đệ tử tiểu khùng điên, còn sư phụ này là đại khùng điên. Cho nên ai nói gì mặc ai nói. Nhưng mà một điều tất cả hội thiên trên thế giới nên nhớ lời ngày hôm nay. Sau này vận mệnh quốc gia nằm trong tay của tất cả các con hội thiên bây giờ trên nước Việt đó, mấy chục triệu người đó. Tại vì những người được cha chọn là hội thiên phải có nhân lễ nghĩa chí tính, phải có lòng yêu nước thì mới ra nắm chính quyền. Còn không có thể đưa cho họ họ đẻn hay là hồ khác. Và những cái người phải biết tu tập thì mới làm cái xã hội nó mới có sự đạo đức, rồi từ đó mới thăng tiến về mặt đời. Cho nên bây giờ con mang họ thiên, con bị chửi thì con sau này bề trên sẽ bù lại. Hồi bị chửi nhiều vậy, nhưng mà chuyện đó thiệt là thiệt,